xin chào các bạn, thì cùng ngắm cảnh buổi sớm với lại Lu ha. Thì mới dậy, mới tắm rửa xong rồi thấy cái không khí rất là mát mẻ, cho nên là bây giờ quay cái video để cho mấy bạn xem. Thích cái cảm giác này ghê luôn ha. Má đi đâu má? Chắc sáng giờ về đi mua bánh mì à. Xì ghê lắm ha. Ê từ thôi nha. Sáng mai mẹ dậy sớm xong quét sân luôn nè, coi nhìn đã không? Ôi thời tiết rất là mát các bạn, rất là thích luôn á. Có gốc cây rồi nè, rất là nhìn rất là mát mẻ. Rồi không khí buổi sáng á rất là mát các bạn, nó lạnh á, nó thì rất là đã luôn. Đây, đó cây cối nè, đó giờ các bạn xem cái lan nè, đó cái lan nè. Trên đó đó hoa lan kìa, đó hoa lan ở phía kia đó, nhìn đã không? Rồi cái hoa lan ở đây nữa nè, nó các bạn, nó màu trắng á. Cây này hình như là của anh mình trồng á, nó ra bông á. Còn cái cây này hồi bữa là mình xin của người ta nè, xin trong cái khách sạn á, cái anh mà làm cây kiểm, làm cây xanh á, ổng cho đó. Đây sáng sớm mà được ngắm những cái này rất là thích rồi đó, cây cối rồi kia cảm giác rất là xanh mát đó. Thì buổi sáng vậy nhé, người ta đi làm đồ á rất là nhiều ha. Đó. Sáng ngắm cảnh gì là thấy thích rồi. Đó. Rồi cảm giác cái xe lạnh, trời ơi nó thích. Tại vì mình không có thích cái thời tiết mà nắng nóng á các bạn. Tại vì nắng nóng á thì cảm thấy rất là oi bức, rất là mệt mỏi, cho nên là mình thích những cái thời tiết rất là mát mát dịu dịu gì nè. Đó, ra ngoài buổi sáng nhìn rất là trong lành ha các bạn đó. Rồi má mi quét sân hết á, nhìn nó rất là thoáng, rất là sạch sẽ đó. Cây cối nhiều màu xanh nhìn nó rất là mướt các bạn. Đây mình sẽ vào cho coi nha, các bạn coi. Đây, cái cây ớt thì nói chung là mình không thích trồng mấy cây đồ, cho nên mấy cây kiểng, mấy cây này là mẹ trồng, rồi chị hai trồng, rồi anh mình trồng đó. Thì mỗi người trồng miếng vậy đó đó, chứ mình không có thích trồng. Đây cây ớt này đó, nhìn đã không? Nói chung là có cây ớt tự nhiên thì ăn rất là tốt các bạn, thì không có xịt thuốc này kia đó thì rất là tốt. Rồi đây nữa, má mình thích cái cây này lắm nè, cái cây hoa gì nè, hoa này không biết hoa gì mà mùi thơm rất là thơm á các bạn, mà nó trổ ra rất là y như là nó trổ bông á, thời gian nó trổ bông rất là lâu, y như là như mấy tháng hay là thường xuyên gì đó mình cũng không để ý nữa, nhưng mà cứ mỗi sáng ra thấy trời ơi sao mà nó tỏa hương rất là thơm. Đó, nhìn rất là đã ha. Rồi còn cái cây này cây gì cũng không biết nữa. Đây, cái cây này là cây hoa các bạn, hoa nhưng mà tự nhiên có cây rau muống ở đây, tưởng đâu cái dây này sao thì kỳ, hèn chi đó là cây rau muống. Rồi để xem cái này là cái gì đây,
Cây này hình như là cái này là chị mình trồng rồi các bạn, mới trồng nè. Thấy cái gốc nó rất là nhỏ, cái này là cây bầu thì phải. Dây leo á. Đó, ngắm cảnh vậy á. Rồi ok, và lưu chúc các bạn một ngày mới vui vẻ ha, ấm áp rồi thoải mái, xinh tươi, một ngày làm việc hiệu quả. Enjoy your time today, so have a good day to you. Ok, và tạm biệt các bạn nha, và mình sẽ quay những cái video tiếp theo để cho các bạn cùng xem nè. Ok, see you later.